Lô, chào nhà nha. Bữa nay ra nhà của anh vợ là cả nhà. Thì mấy anh em làm mấy vịt nướng rồi làm xương xương chơi. Đi vô vợ chồng mình quay cho cả nhà xem nha. Quá xa cái vẻ thịt nè. Nó khét nghẹt hết rồi. Mới muốn bà chị bên Thái về đây chở nè. Nó tùy một đống rồi cả nhà ơi, thì mới mấy cục kìa, phun nước rồi, phun nước rồi, ca nước đâu, đây một đống đậu bắp gạch nướng, hồi nữa nó đen hồi lôi, nước mà thở nấu này thở nướng là chết luôn rồi. Có đồ chuột thôi kìa, đồ chuột đã rồi, ăn đã rồi, trả đồ chuột cho bạn ăn. Ừ, nó sôi, anh tim luôn. Đậu nhẹt cái này chưa xong nữa nè. Ngồi nhóc luôn. Lâu quá không ra nhà anh vợ cho cái nhà. À, mấy chị em mình đó. Quá bồi chín rồi nè, vịt nướng. Ê, cái này có ướp gì không ta, ướp này gì, vịt ướp sa tế với gà nướng muối ớt. Quá sao cái dĩa gà nướng muối ớt ngon rồi. Lỗ đâu hết rồi, lỗ rồi. Này gỏi xài gì đây? Lỗ chưa, có lóc. Gỏi cá lóc. Đây nước chấm. Ủa sao con vịt xôi. Gì có cá giò hả? Mắc cá giò rồi. Cá giò ai ngắm rồi. Nè. Hiểu coi. Đây, đây là bà chị vợ mình nè. Chào chị Tư. Chào. Chào. Cái giò kia chị lại chứ ăn rồi. Con vịt hả? Người ta chặt ra ăn ra mới được. Đây thêm một cái lẩu nữa cả nhà ơi. Lẩu này lẩu bò hả, lẩu cua hả? Lẩu bò. Quá ngon. Kêu đi cướp châu cũng nhận hết trời. Bà chị ba mình chắc này nướng quá ngon cả nhà ơi. Vàng ướp rồi nè. Còn nhấp nhấp mấy cục đen đen rồi nè. Cái tô này của ai vậy, vô mượn nha. Nè cái dĩa nè. Có chừng, có chừng vịt đó là ngon nhất đó. Quá sao cái chừng nó ngon gì, con chừng một hả? Kỳ vậy. Con chừng có mấy tháng nay cả nhà ơi, mới ra nhà và vợ rồi nha, ra nhà anh vợ rồi chơi nè. Vậy là lâu lâu anh em làm cái gì ăn chơi. Vòng vòng ở nhà. Cái này đi xa ứng lắm. Vịt gà tôi lum la chứ bắt vịt nướng ăn là gai cho hết ba vịt nữa thôi. Đó bà chị áo đỏ đó là bà chủ nhà nha cả nhà. Đây trái này trái thần kỳ nữa cả nhà. Trái này nó ăn ớt vô là không biết cay luôn nè. Anh vợ mình kêu ăn thử nè, không dám tự không dám ăn nè. Ăn hồi không có cảm giác gì nữa, hết mới ngon luôn à. Tắm coi. Tắm đi. Giờ này nước cũng xong cả nhà ơi. Trái này sửa sạn mình lên dĩa thôi. Nè Dân Tư ngồi xuống nướng, tôi về tôi tắm đây. Ăn rồi hả, tắm luôn. Đây cục kẹo thứ tư nữa cả nhà. Cũng chiên bên bàn phím 10 phút đây. Tắm luôn lỡ rồi. Ăn rồi tắm luôn. Quá ngon rồi. Trời ơi. Lên dĩa thôi cả nhà ơi, mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy chị em mình nha. Quá vui cả nhà ơi. Lâu lâu anh em mình mới tập trung lại nè. Đây bên chèo mình với anh vợ được không nè. Nhà đây nhà của anh vợ mình. Đưa chị hai ơi. Nè đưa chị sức qua cho chị hai. Nè, quay hoài rồi. Quá trời này vui như ngày Tết luôn cả nhà ơi. Đó, đó bà nhà cha mình nghe cả nhà. Chào. 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 Ch
lầu gai và gai vợ mình làm một clip úp lên làm cái nệm cho cả nhà ơi. Mời cả nhà cục thịt gà nha, gà nướng quá ớt. Sáu ơi, vô ngồi Sáu ơi. Vô, mời cả nhà cùng anh uống ly với anh em nè. Đây mời cả nhà Linh nữa nha. Vô. Linh bệnh đâu? Khui qua cái bia đó một ngày kìa. Vậy? Bia đó một ngày à. Nắng lên. 1 2 3 vô. Mời cả nhà nha. Vô cho hụ. Hết rồi hả? Tôi không mới đi. Các em cùng hình đi. Ông đó là anh Hai cả nhà, anh vợ anh cả nhà. Anh này anh Sáu là vợ mình thứ bảy đó. Thôi. Đó rồi, cục kèo thứ tư. Đây thứ năm đây. Đây mời cả nhà muốn gỏi xài nha. Vô chị Hai ơi. Tôi làm đôi hả? Đây tới tháng 6 nha, phải tuyên bố lên rồi thế là xuống nhà Phùng làm hai bạn. Vô nè. Ông không nhậu giờ bà nhậu đi. 1 2 3 vô. Mồi còn hoài cái nhà nhậu hoài hết nè. Ở đây cái hồn mới lớn mà đóng cái xe bay lớn. Anh vậy tôi muốn đóng lắp với ăn nữa quá. Hồi đó bà đẻ. Nữa rồi. Đây hả? Còn. Clip tới đây kết thúc cả nhà, bye bye cả nhà nha.